và kế bên có một cái siêu thị chuyên bán đồ của nước ngoài, đó là US Mart, có đa phần là đồ Mỹ. Con đường Hồ Hảo Hớn ngày hôm nay, thẳng hướng này mình sẽ ra bến Trương Dương nè, và bên kia có một cái chung cư ngày xưa, bây giờ đã không còn nữa hả. Đó lấy một cái hình ảnh của cái building sắp mọc lên, số 289 Trần Hưng Đạo. Bên tay tay phải chúng ta đó là bệnh viện răng hàm mặt, mình vừa đi qua rồi nè. Không biết ngày xưa ở đây có phải là bệnh viện không ha. Thì ngày hôm nay ở đây là bệnh viện răng hàm mặt, kế bên cái chung cư 289 Trần Hưng Đạo. Đây có quán cà phê My Life, ngồi rất mát mẻ nè. Đây chúng ta thấy có hình ảnh của các chú chạy xích lô, rất là vắng và họ ngủ ngoài đường. Và kế bên này có một cái chung cư, kế bên rạp Hưng Đạo. Một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại ha. Chung cư này số 253 Trần Hưng Đạo. Và ngay đây là số 235 bệnh viện quận Nhất. Ngày xưa có một cái cơ sở ở Cao Bá Nhạ đó. Cái hẻm này hình như là đi thông thông ra Cô Giang luôn đó, ô Cô Bắc luôn á. Phòng cho thuê vô hẻm 40m 219 /33, gặp cô Oanh. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo, và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Văn Cừ ngày nay, cũng là đường Cộng Hòa ngày xưa. Và nơi đây cũng gần với cái hẻm số 3, hẻm số 4, cũng là hẻm 391 ngày nay ở khu vực cầu kho này. Và trước mặt chúng ta đó là cái ngôi trường mà có lẽ tất cả cô chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị ở cầu kho này, sẽ nhận ra được ngôi trường này. Đó là ngôi trường cầu kho năm xưa, cũng là trường tiểu học Trần Hưng Đạo ngày nay, với một cái tông màu vàng cổ kính. Và ngày xưa ngôi trường này với cái cổng chính không phải nằm ở đường Trần Hưng Đạo này, và nằm bên đường Phát Diệm, cũng là trường Trần Đình Xu ngày nay. Cái cổng chính ngày nay cũng giống như cổng chính ngày xưa rồi đó, cùng thiết kế nè. Chúng ta thấy một số hình ảnh về ngôi trường, và trên đỉnh của ngôi trường đó là cái đèn mà em tưởng đâu mặt trăng. Sẵn dịp hôm nay em có đi tản bộ và đi ngang khu vực này, rồi quay một số hình ảnh ở cầu kho, gửi bà con xem, để biết đâu trong những hình ảnh này chúng ta lại gặp được những người quen và những căn nhà mà ngày xưa đã gắn liền với tuổi thơ của cô chú anh chị. Bên tay phải chúng ta có một cái nhà hàng quán ăn bán về lẩu Thái Lan, cũng rất là nổi tiếng, rất là đông. Và hành trình ngày hôm nay chúng ta sẽ đi một dọc con đường Trần Hưng Đạo này, con đường Trần Hưng Đạo về đêm, ở cái đoạn cầu kho này. Ngày xưa thì đường Trần Hưng Đạo là một trong những đường dài nhất Sài Gòn, và một đoạn từ quận 5 thì đó là Trần Hưng Đạo B. Và cái đoạn quận nhất này là Trần Hưng Đạo. Chúng ta đang ở giao lộ Trần Đình Xu và
Trần Hưng Đạo nè, Phát Diệm và Trần Hưng Đạo ngày xưa. Chúng ta nhìn qua đây là cái cung đường Phát Diệm, và nơi đây có giao lộ ngã ba Cao Bá Quát, nói Cao Bá Nhẹ, và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về đường Võ Tánh, và nơi đó có cái chợ Sở Rác. Rồi chúng ta nhìn lại ngôi trường của mình ha. Ngôi trường về đêm thì cũng đông đúc, với những cái hàng quán bán sữa phía trước cổng bên mặt Phát Diệm nè. Còn cái cổng chính thì không có bán buôn gì hết, trống trải. Và ngay đầu đường, ngay giao lộ này chúng ta có một cái chung cư rất là xưa nè, với những cái thiết kế và cái tông màu mình nhìn thấy là kiểu ngày xưa rồi đó. Bên đây thì cũng có một cái chung cư, ở phía dưới thì bán văn phòng phẩm. Và thẳng hướng này chúng ta sẽ đi ra bến Trương Dương, mà hôm bữa chúng ta có đi con đường Phát Diệm về đêm rồi đó. Rồi chúng ta tiếp tục đi thẳng hướng Trần Hưng Đạo về Sài Gòn, về quận Nhất, về chợ Bến Thành. Theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành. Và ngay cái chung cư này là 331 Trần Hưng Đạo. Nơi đây gần đây thì có cái Vinmart. Nhìn thấy chung cư của ngày xưa nè. Chỉ có vài lầu thôi, một lầu, hai lầu, chỉ có hai lầu. Và kế bên có một cái siêu thị chuyên bán đồ của nước ngoài, đó là US Mart. Có đa phần là đồ Mỹ. Những gì ở Mỹ có thì ở trong siêu thị này có ha. Chỉ có điều là giá nó khác thôi. Một lon nước ngọt ở Việt Nam thì giá 7.000 tới 10.000, thì nếu mà lon nước ngọt của Mỹ ở trong siêu thị đó thì có giá 20 mấy ngàn, nói chung là khoảng một đô đó, gấp đôi. Nói chung là tiền nào của nấy, uống cũng rất là ngon. Chúng ta vừa đi qua hẻm 321, cũng là nơi gắn liền với tuổi thơ của cô chú anh chị. Đối với Sài Gòn ngày hôm nay thì được đi dạng tản bộ về đêm thì cũng rất là bình thường. Còn ngày xưa có lẽ là hơi tối. Còn không biết ngoài tối ra thì có cái gì nữa không thì em cũng không biết nữa. Có lẽ so với ngày xưa em biết thì bây giờ sáng sủa hơn. Và nơi đây là giao lộ của đường Quỳnh Quang Tiên và Trần Hưng Đạo. Nếu ta quẹo trái mình sẽ đi ra cống Quỳnh, Nguyễn Cư Trinh. Còn phía bên đây là Quỳnh Quang Tiên, Hồ Hảo Hớn. Việt Nam bây giờ cái gì cũng có bán hết ha. Set shop. Và con đường Hồ Hảo Hớn ngày hôm nay, thẳng hướng này mình sẽ ra bến Trương Dương nè. Và bên kia có một cái chung cư ngày xưa, bây giờ đã không còn nữa ha. Đó là một cái hình ảnh của cái building
sắp mọc lên, số 289 Trần Hưng Đạo. Và hướng bên đây là Cống Quỳnh. Và nơi đó có hẻm Nguyễn Minh đó. Có lẽ hẻm Nguyễn Minh là trong đó có ngôi nhà của ông Minh. Ngày xưa thì người ta hay khắc tên mình lên cái địa danh, đối lên cái nhà, hoặc là lên cái con hẻm đó. Như hẻm Nguyễn Quang Dụng, bây giờ cũng còn cái chữ Nguyễn Quang Dụng trên nhà ha. Nhà nó đang rao kêu bán. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Thì cái chung cư 289 Trần Hưng Đạo này đã không còn từ rất là lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay mới có làm cái dạng móng, cách đây cũng cỡ gần 10 năm mới chưa xong dạng móng nữa chứ, rất là lâu. Thì trước đó thì cũng có bỏ trống cũng một khoảng thời gian. Chúng ta đi đến một xíu nữa, đó là cái giao lộ Nguyễn Khắc Nhu và Trần Hưng Đạo. Và nơi đó có khách sạn Bullman, rất là đẹp, khách sạn 5 sao ở Sài Gòn này. 5 sao ở khu vực này luôn. Thì Sài Gòn bây giờ cũng rất là phát triển, chẳng những có 5 sao mà còn có 6 sao nữa. Tòa nhà Tham Que ở ngoài Nguyễn Huệ đó, của gia đình nhạc sĩ Thanh Bùi đó, 6 sao đó ha. Một trong những khách sạn mà đắt giá nhất Sài Gòn và có tiếng trên thế giới luôn. Vào bên tay phải chúng ta đó là bệnh viện răng hàm mặt, mình vừa đi qua rồi nè. Không biết ngày xưa ở đây có phải là bệnh viện không ha. Thì ngày hôm nay đây là bệnh viện răng hàm mặt, kế bên cái chung cư 289 Trần Hưng Đạo. Và ở đây ngày hôm nay có số là 265 Trần Hưng Đạo. Và chúng ta nhìn bên tay trái đó là khách sạn 5 sao Pullman. Khách sạn này cũng rất là cao. Ngày xưa thì ở đây là cái nhà hàng Metropole. Nhưng mà sau này thì Pullman xây lên thay thế cho Metropole. Và có đó, cái đó ngày xưa có cái cây xăng, cái mũi tàu đó. Mà bây giờ thì không còn nữa không? Đối diện Pullman thì có một cái building nữa, đó là building ngân hàng quân đội. Trong đây cũng có rất nhiều office cho thuê này. Rất nhiều văn phòng cho thuê. Rồi chúng ta đi đến một tí nữa xem, biết đâu đi ngang cái nhà số. Còn thời gian thì chúng ta sẽ đi ngang cái nhà số 219 219 Trần Hưng Đạo. Đây có quán cà phê My Life, ngồi rất mát mẻ nè. Và phía trước chúng ta đó là cái giao lộ Nguyễn Khắc Nhu và Trần Hưng Đạo. Nơi đây
đây là số 257 Trần Hưng Đạo. Và ngay giao lộ này chúng ta có cái quán cà phê Anh. Và đây đúng là nhà xưa của anh Tâm luôn nè. Bây giờ giờ học sinh tan học á, nên thành ra xe đông quá trời đông, đèn xanh mà mình không được đi qua nè. Ở đây họ chạy, họ chạy quá trời chạy, bất chấp. Mình cũng thông cảm cho họ, tại vì con cái đi học giờ này cũng mới về, và danh thủ về cho nó ăn uống rồi không nghỉ ngơi, học bài mai đi học tiếp. Về phía trước mặt chúng ta đó là rạp hát Hưng Đạo, rạp Hưng Đạo ngày xưa. Và ngày hôm nay rạp này đã được xây lên lại nè. Mình nhìn thấy một cái sắc thái khác. Ở đây chúng ta thấy có hình ảnh của các chú chạy xích lô, rất là vắng và họ ngủ ngoài đường. Dưới những cái ánh đèn rực rỡ thì đâu đó cũng còn có những cái anh chị lao động rất là vất vả, họ ngủ trên chiếc xe của mình luôn và sáng ra lại bắt đầu làm việc tiếp. Và bên đây chúng ta thấy có một cái hình ảnh của chú chạy xe ôm, chú chạy xe ôm truyền thống đó. Bây giờ đa phần là người ta chạy ráp hết rồi, do chú lớn tuổi nên thành ra không có kịp thích nghi được, chỉ trông chờ vài người khách nhỏ nhoi thôi. Và ngày xưa ở đây có một cái cây xăng, nhưng mà ngày hôm nay thì đó là cái building nè. Theo lời chia sẻ của chú anh chị, đó là cái cây xăng nằm ở cái vị trí tòa nhà màu xanh này, đối diện với hẻm Nguyễn Văn Dụng, nhà của ông Nguyễn Văn Dụng ngày xưa. Và ngày hôm nay nhà đang rao bán. Và kế bên này có một cái chung cư, kế bên rạp Hưng Đạo. Một lần nữa chúng ta cùng nhìn lại ha. Rồi mình sẽ tiếp tục đi trên đường Trần Hưng Đạo. Ngay đây có cái chung cư nữa. Chung cư này cũng rất là lâu rồi. Chung cư này số 253 Trần Hưng Đạo. Ở dưới là cái showroom của Sony. Đây những cái anh thợ bơm bê tông, họ làm về đêm luôn. Đó, cái máy bơm bê tông. Bơm bê tông cho công trình ban đêm. Ở đây là số 245 Trần Hưng Đạo. À, 219 chúng ta đi tới một tí nữa. Và ngay đây là số 235 bệnh viện quận Nhất. Ngày xưa có một cái cơ sở ở Cao Bá Nhẹ đó. Đây là cơ sở 2 mới được xây lên xong. À,
có cái quán nhậu. Và số đây là số 223 và cái bên đó là hẻm 219, với đầu hẻm là một cái nhà bán tạp hóa. Và cái hẻm này hình như là đi thông thông ra Cô Giang luôn đó, ô Cô Bắc luôn á. Phòng cho thuê vô hẻm 40m 219/33, gặp cô Anh. Hẻm này về đêm thì cũng rất là vắng. Cái bên thì có một cái nhà nhà 219 Trần Đạo luôn. Ở phía dưới bán dụng cụ y khoa nè, Phương Loan. Và ở trên thì có người ở. Hình như nhà này hai căn luôn á. Ta thấy hai ô cửa. Và kế bên có một cái building. Và ở dưới là cho thuê cửa hàng điện thoại di động Mai Nguyên. Cái showroom này thì hàng ngày em cũng đi qua đi lại và thấy cũng rất là ít người mua, do cái bây giờ thị hiếu người ta mua sắm online không à, nên thành ra mấy showroom giờ vắng lắm. Bảo ra nhìn bên kia thì có cái hẻm như là hẻm 100, hẻm 100 để đi thông ra khu phố Tây. Đầu hẻm thì có cái shop trà sữa Hot and Cool, và kế bên này có cái văn phòng Cam Cam nè, của Mai Linh, ô Phương Trang, cũng là cái văn phòng của cái app VATO giống như Grab vậy đó. Bây giờ ở Sài Gòn nhiều dịch vụ app lắm, nhiều dịch vụ xe ôm lắm. Đó, nhìn qua đây là hẻm Nguyễn Quang Dụng, và cái nhà Nguyễn Quang Dụng đang đang cho thuê, đang bán ha, vẫn chưa bán được. Hôm bữa em tưởng nó bán được rồi, hôm nay chưa bán được. Rồi số hình ảnh về con đường Trần Hưng Đạo và đi đến căn nhà số 219 Trần Hưng Đạo ở đến cô chú anh chị. Hy vọng là thông qua những hình ảnh này chúng ta có gợi nhớ được số hình ảnh về Sài Gòn ngày xưa và giúp cô chú anh chị và các bạn cập nhật số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay. Trong quá trình thực hiện video thì cũng không thể tránh khỏi sự thiếu sót. Nếu có sai sót ở đâu thì cô chú anh chị cho em xin cái comment ha, để em có khắc phục và thông qua đó những các bạn khác xem và hiểu hơn về Sài Gòn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.